Xin kính chào quý vị đến với chương trình Lẽ Thật và Sự Sống. Chương trình Lẽ Thật và Sự Sống đem lời của Thiên Chúa đến với quý vị để cuộc sống của quý vị được hạnh phúc, bình an và tràn đầy niềm hy vọng cho cuộc sống ngày mai. Tôi bắt đầu một loạt bài giảng mới với chủ đề dấu hiệu của sự cuối cùng. Dấu hiệu của sự cuối cùng. Nếu quý vị đi trên đường, quý vị thấy một cái dấu, một cái sai, một cái dấu hiệu, một cái bảng màu vàng với hàng chữ End of the Road, là quý vị biết là quý vị sắp sửa tới con đường mà cùng. Hay là quý vị thấy có những cái sai mà có cái hình như trên màn hình quý vị thấy, thì chúng ta biết đó là một cái nơi rất là nguy hiểm, rất là khó khăn, nguy hiểm, có những chuyện xảy ra mà có thể xảy đến tính mạng chúng ta. Hay là chúng ta đi trên một con đường ngoằn ngoèo, leo núi đường ngoằn ngoèo, thì cũng có những cái bảng chỉ cho chúng ta biết được là chúng ta đi con đường ngoằn ngoèo nguy hiểm. Đó là những cái dấu hiệu mà để giúp cho chúng ta bước đi trong cuộc sống này. Nhưng mà những cái dấu hiệu này, không có dấu hiệu nào mà lớn bằng cái dấu hiệu Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cho chúng ta biết cái dấu hiệu ngày tận thế, ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Mà điều này nó đã, đang và sẽ xảy ra như những gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh. Đó là một cái điều rất là nhiệm màu mà quý vị có thể tin được. Ngày hôm nay ai trong chúng ta nhân dịp đầu năm chúng ta cũng hay đi xin phước, xin lộc, hay là chúng ta đi coi bói để mà chúng ta biết tương lai như thế nào. Nhưng mà chỉ có một cái điều chính xác, đúng nhất là Chúa bày tỏ cho chúng ta biết tương lai đi về đâu. Và những điều mà Đức Chúa Trời nói, lịch sử nhân loại đã chứng minh được lời của Chúa nói đúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống con người của chúng ta. Đức Chúa Giêsu nói trong sách Giăng đoạn 13 câu thứ 19. Chúa nói như thế nào? Hiện bây giờ Đức Chúa Giêsu nói những điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến, để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin Đức Chúa Giêsu là đấng đó. Cho nên lúc Đức Chúa Giêsu chưa xuống thế gian, có tới gần hàng trăm cái lời tiên tri nói về Đức Chúa Giêsu xuống thế gian. Khi Đức Chúa Giêsu xuống thế gian rồi, thì có nhiều lời Đức Chúa Giêsu nói để chuẩn bị cái sự chết của Chúa, sự sống dậy của Chúa và ngày tận thế như thế nào. Thì mọi chuyện Đức Chúa Giêsu làm, Đức Chúa Giêsu đều cho chúng ta biết những cái dấu hiệu xảy ra. Giống như quý vị đi đường, có những dấu hiệu lúc nào là đường nguy hiểm, lúc nào đến cái ngã ra mà quý vị đến cái nơi mà quý vị cần đến. Chúa thương chúng ta. Chúa biết rằng cái thế giới chúng ta ngày hôm nay rất là lộn xộn, và rồi thế giới này sẽ đi tới một con đường cùng. Chúa báo trước để chúng ta tin Thiên Chúa, chúng ta đặt niềm tin trong Thiên Chúa và chúng ta có một cái niềm hy vọng trong cuộc sống ngày mai. Sách Ê-sai đoạn 46 câu 9, lời Thiên Chúa cũng dạy chúng ta. Chúa nói như thế nào? Hãy nhớ lại những ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Cho nên trong lịch sử nhân loại, chỉ có một Chúa là Đức Chúa Trời, là ông trời. Ngoài ra không có Chúa nào hết. Những tôn giáo ngày hôm nay lập lên nhiều thần thánh, nhiều đạo, nhiều Chúa, nhiều người, nhưng mà chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng tạo nên vũ trụ này, tạo nên con người chúng ta. Chúa cho chúng ta biết cái bắt đầu, và Chúa cũng cho chúng ta biết cái kết thúc, là đấng mà tạo dựng nên chúng ta biết được điều này và cho chúng ta biết được. Đó, Đức Chúa Trời rất là vĩ đại mà chúng ta cần tin, chúng ta cần đặt niềm hy vọng chúng ta. Sách Ê-sai đoạn 46 câu 10, lời Chúa còn tiếp tục như thế nào nữa? Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thời xưa những sự chưa làm ra. Nên ta phán rằng mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự như ta đẹp ý. Cho nên lời Chúa rất là rõ ràng, những gì Chúa nói trong quá khứ từ ban đầu và những gì Chúa nói trong ngày cuối cùng nó đều xảy ra hết. Nếu quý vị theo dõi Kinh Thánh và đọc Kinh Thánh
và theo dõi lịch sử thế giới thì chúng ta biết rằng những gì Chúa nói nó đều đã, đang và sẽ xảy ra. Bây giờ những dấu hiệu mà Chúa nói trước khi, cách đây khoảng 2600 năm trước khi mà những chuyện xảy ra, Chúa nói như thế nào trong sách Daniel đoạn 12 câu 4. Sách Daniel đoạn 12 câu 4, lời của Chúa nói như thế nào, quý vị đọc cùng tôi. Còn như Daniel, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này, hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, sự học thức sẽ được thêm lên. Cho nên khi ông Daniel ông viết về những dấu hiệu trong ngày cuối cùng, ông không hiểu. Chúa nói rằng hãy đóng cái sách này lại. Tới ngày cuối cùng khi học thức gia tăng thì con người mới hiểu được sách Daniel, những dấu hiệu mà Chúa nói về ngày tận thế. Cho nên chúng ta thấy được Chúa cho chúng ta biết trước những sự xảy ra. Ông Daniel ông nói như thế nào? Cách đây khoảng hơn 2600 năm, ông nói học thức sẽ gia tăng, kiến thức sẽ gia tăng. Ngày hôm nay quý vị thấy kiến thức con người gia tăng rất là lẻ. Gần 100 năm nay chúng ta thấy phi thuyền đi vào vũ trụ, rồi máy bay, rồi những vũ khí chiến tranh rất là độc hại. Rồi con người chúng ta thấy gần khoảng 100 năm nay chúng ta tạo nên những vũ khí giết người rất là kinh khủng, bom nguyên tử, đạn, vũ khí, súng ống. Rồi con người chúng ta cái đây khoảng hơn khoảng gần 100 năm chúng ta không nghĩ rằng chúng ta bay được. Ngày hôm nay chúng ta bay đi vào vũ trụ. Chúng ta không nghĩ chúng ta làm được những cái chiếc máy bay mà nó bắn những súng đạn từ đằng xa. Rồi hay là những chiếc xe lửa chạy tốc hành. Cách đây 100 năm con người chúng ta không tin rằng con người chúng ta làm được. Nhưng mà ngày hôm nay làm được. Quý vị thấy Kinh Thánh đi nói trước rất là đúng. Mà nói cách đây khoảng 2600 năm những chuyện nó đang xảy ra. Cho nên điều này cho chúng ta thấy được rằng lời của Chúa rất là chính xác. Cho nên tôi mời quý vị đọc Kinh Thánh, tin Chúa để thấy rằng những gì Chúa nói trong Kinh Thánh nó thật là chính xác. Cách đây khoảng 100 năm chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có một cái máy điện thoại mà nói chuyện với người cách đây nửa vòng trái đất. Mà ngày hôm nay chúng ta bóc phone lên là chúng ta gọi về Việt Nam, chúng ta gọi đi khắp nơi trên thế giới được hết, chúng ta nói chuyện được hết. Mà lại thấy hình nữa. Đó là một cái chuyện mà cách đây 100 năm chúng ta không nghĩ rằng con người sẽ làm được. Và chúng ta không nghĩ rằng chúng ta đạt được tới những điều này. Nhưng mà Kinh Thánh nói ngày cuối cùng học thức sẽ gia tăng, con người sẽ đến biết rất là nhiều thứ. Rồi sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6, lời Chúa còn nói điều gì nữa? Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến nhưng chưa là cuối cùng đâu. Dân này dấy lên ngục cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Quý vị thấy lời Kinh Thánh Chúa nói cách đây 2000 năm. Chúa nói rằng sẽ có chiến tranh, sẽ có động đất, sẽ có đói kém, sẽ có dân này nghịch cùng dân kia. Mình thấy ngày hôm nay trên thế giới bao nhiêu nước hòa thuận với nhau rất là ít, đánh với nhau rất là nhiều. Có người hơn thua giành giật với nhau và đánh với nhau. Ngày hôm nay quý vị thấy tị nạn, ngày xưa Việt Nam chúng ta đi tị nạn, bây giờ người Syria tại tị nạn. Và rồi khắp nơi mọi người đều chạy tị nạn hết, từ tinh thần cho tới chính trị tới tôn giáo. Cho nên chúng ta thấy được rằng những gì Chúa nói trong Kinh Thánh rất là đúng. Động đất mới xảy ra bên Taiwan, rồi đói kém, người đói kém khắp nơi trên thế giới, ngay cả Việt Nam của chúng ta đói kém rất là nhiều. Cho những gì Kinh Thánh nói nó xảy ra đúng hết. Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu thứ 16, lời Chúa nói với chúng ta điều gì nữa? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bế trách và sửa trị, dạy dỗ con người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cho nên cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn để giúp cho chúng ta sống trong cuộc sống này. Và Kinh Thánh hơn những sách khác là cho chúng ta biết được tương lai, cho chúng ta biết được thế giới bắt đầu từ đâu, con người bắt đầu từ đâu và tương lai nó sẽ đi về đâu. Cho nên trả lời được hết, chỉ có Kinh Thánh trả lời được hết tất cả những câu hỏi về con người, về vũ trụ, về thế giới của chúng ta. Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 10, lời Chúa nói như thế nào nữa? Trước hết phải biết rõ ràng rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được, vì chẳng có hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người mà ra, nhưng
ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy được tất cả những gì trong Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn để giúp ích cho con người chúng ta, để cho chúng ta biết được tương lai đi về đâu. Chỉ có Kinh Thánh mới có bắt đầu và có cuối cùng. Đa số những tôn giáo khác không có bắt đầu, không có đức cuối cùng, cho nên cứ đi lỏng vỏng lần quần, hết chu kỳ này tới chu kỳ kia. Nhưng mà con người có sự bắt đầu và có sự kết thúc. Điều đó rất là quan trọng. Một lời tiên tri trong Kinh Thánh mà nó đúng ngày hôm nay là sách Luca đoạn 32 câu 11. Là sẽ có sự động đất lớn, có đói kém, có dịch lệ trong nhiều nơi. Và có những điềm lạ, kinh khiếp và dấu lớn trên trời. Cho nên lời Kinh Thánh này ứng nghiệm ngày hôm nay, có động đất rất là nhiều nơi. Quý vị đọc tin tức rồi quý vị thấy có đói kém rất là nhiều nơi và dịch lệ. Trong những tuần vừa qua có bệnh dịch Zika, là một cái bệnh dịch rất là kinh khủng. Những em sinh ra bị quái thai, đầu thì rất là nhỏ. Cho nên khi chúng ta nhìn lên những hình ảnh này trên mạng, chúng ta thấy rất là kinh khủng. Chúa nói đúng, hết cái dịch lệ này tới dịch lệ kia gần đây xảy ra. Dấu hiệu cho chúng ta biết ngày tận thế sắp đến. Cho nên chúng ta thấy nào là sóng thần. Dù cho khoa học tân tiến tới đâu, thuốc nhiều tới nào, nhưng mà không giải quyết được những cái nan đề của con người. Bệnh HIV, bệnh Zika, đủ thứ bệnh đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là những dấu hiệu Chúa nói trước chuẩn bị ngày tận thế. Sách Luca đoạn 21 câu 28. Sách Luca đoạn 21 câu 28 lời Chúa nói như thế nào? Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần rồi. Cho nên Chúa nói rõ trong Kinh Thánh, khi chúng ta thấy những dấu hiệu này là dấu hiệu mà Chúa sắp đến. Cho nên ai tin Chúa sẽ được cứu, được sự sống đời đời. Ai không tin Chúa sẽ đi vào cõi chết đời đời. Tới lúc đó mới có thiên đàng, mới có địa ngục. Cho nên điều này rất là quan trọng. 2 Timôthê đoạn 3 câu 1, lời Chúa còn nói điều gì nữa? Sách 2 Timôthê đoạn 3 câu 1. Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ rất là khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang sắc sự, hay nói xấu nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Kinh Thánh nói rất là rõ, vào ngày cuối cùng sẽ có những điều này xảy ra. Quý vị biết, quý vị thấy, và quý vị đang kinh nghiệm những chuyện đang xảy ra trong khó khăn. Khó khăn về việc làm, khó khăn trong sức khỏe, trong gia đình, trong xã hội. Người ta sất sược, khoe khoang, nghịch cha mẹ, nói xấu nhau, rồi không tin kính, vô tình, khó hòa thuận. Đây là những cái dấu hiệu mà Chúa nói chuẩn bị ngày tận thế, chuẩn bị ngày cuối cùng. Cho nên điều này không làm cho chúng ta sợ, mà cho chúng ta có cái cơ hội để tỉnh thức cuộc sống tâm linh của chúng ta. Đừng có chạy theo tiền bạc nhiều quá, đừng có chạy theo danh vọng nhiều quá, đừng có chạy theo những cái điều mà đời này không giúp ích được, không cho chúng ta được sự sống đời đời, không cho quý vị được sự bình an, không cho quý vị được hạnh phúc thật, không cho được quý vị niềm vui thật, mà chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu. Tôn giáo rất là nhiều nhưng không giải quyết được nan đề của con người. Chính trị thì sùm, nhưng mà cũng không giải quyết được nan đề của con người. Khoa học tân tiến cũng không giải quyết được nan đề của con người. Rồi đầy hết, đi coi bói, đi coi đồng bóng, coi chỉ tay chỉ chân cũng không giải quyết được tương lai nan đề của người. Chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu. Quý vị tin, quý vị sẽ được sự cứu rỗi, chuẩn bị ngày cuối cùng. Điều này rất là quan trọng. Cho nên tôi mời quý vị tiếp nhận Chúa. Mời quý vị đừng có lãng phí thời gian vào những điều mà nó sẽ hư, đi vào hư không. Lãng phí thời gian những điều mà rồi nó sẽ đi vào hư không. Quý vị chết, quý vị không nên đi theo được. Chỉ có đức tin trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Khi quý vị chết, quý vị vẫn còn có cái hy vọng rằng ngày Chúa trở lại, ngày tận thế, quý vị sẽ được sống dậy, quý vị sẽ được vào nước thiên đàng. Còn quý vị không tin Chúa, quý vị từ chối lời mời của Chúa cứu thế Giê-xu,
quý vị sẽ đi vào cõi chết đời đời, không có thiết lý luân hồi, không có cái sự đầu thai thành người này người kia. Cái đó là cái triết lý mà con người chúng ta nghĩ ra, chứ không có thật. Cho nên điều này rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Con người chúng ta có sự bắt đầu, và rồi một ngày gần đấy nó sẽ có cái sự kết thúc. Mà điều này Kinh Thánh đã nói trước. Jeremy đoạn 17 câu 9, lời Chúa còn nói như thế nào nữa? Jeremy đoạn 17 câu 9: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Cho nên con người của chúng ta, quý vị, rất là xấu xa. Chúng ta không tự tu để chúng ta cứu chúng ta được. Chúng ta không tự làm lành để chúng ta cứu chúng ta được. Vì tận trong tâm hồn mỗi người chúng ta biết con người chúng ta rất là xấu xa. Chúng ta cần Chúa Cứu Thế Giê-xu, cần huyết của Ngài để lau sạch tội lỗi của chúng ta. Chỉ có huyết Đức Chúa Giê-xu chúng ta mới được sự cứu rỗi. Không có huyết Đức Chúa Giê-xu là không có được sự cứu rỗi. Đức Chúa Giê-xu cảnh cáo trước trong sách Luca đoạn 17 câu 28, lời Chúa cảnh cáo như thế nào? Việc đã xảy ra trong đời của Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất giận. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa, lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngài con người hiện ra cũng một thể này. Cho nên trong Kinh Thánh có câu chuyện thành Sodom và Gomorrah, họ độc ác giống như chúng ta thời xã hội ngày hôm nay. Tình dục loạn luân, đồng tình luyến ái tràn đầy. Chúa nói rằng điều này, tội lỗi đã đến tận trời rồi. Chúa cho lửa từ trời đốt hai cái thành này. Và Chúa nói trong ngày cuối cùng cũng giống như vậy. Người ta sẽ không để ý tới lời của Chúa. Người ta ăn uống, mua bán, trồng xây dựng như thường. Cho tới ngày tận thế Chúa đến, lúc đó chúng ta không kịp. Cho nên nếu quý vị không chuẩn bị tin Chúa, tới cái ngày cửa ân điển đóng lại, tội lỗi đã tràn đầy đã đủ rồi. Chúa nói tới ngày tận thế rồi, lúc đó quý vị có gào thét cũng trễ rồi. Giống như ngày hôm nay chúng ta phung phí sức khỏe, chúng ta ăn nhậu chơi bời, chúng ta ăn uống bậy bạ, rồi tới ngày bệnh thì lúc đó chúng ta nói: trời ơi, tại sao không cứu con? Tại sao giờ này tôi phải khổ như thế này? Tại lúc trước tôi không lo chăm sóc cơ thể tôi, ngày hôm nay tôi bệnh. Lúc trước tôi không lo chăm sóc gia đình tôi, ngày hôm nay gia đình tan vỡ. Cho nên cái gì nó cũng có hậu quả, cái gì nó cũng có bắt đầu và nó có sự cuối cùng. Điều này rất là quan trọng. 1 Timôthê đoạn 1, 4 câu 1, 1 Timôthê đoạn 4 câu 1, lời Chúa nói như thế nào? Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt sẽ có những kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối đạo lý của quỷ dữ. Ngày cuối cùng sẽ có sự bội đạo là người ta bỏ đi ông trời, người ta bỏ Thiên Chúa mà người ta theo các thần lừa dối, các đạo lừa dối cái đạo lý của ma quỷ, đạo lý do con người lập nên, ma quỷ lập nên để lừa dối con người trong ngày cuối cùng. Đó lý do tại sao ngày hôm nay có nhiều người hỏi tôi: tại sao mục sư ơi, tại sao ngày hôm nay có nhiều đạo quá, không biết đạo, không biết nơi nào mà đi. Chỉ có một nơi đi là của đức con đường của Đức Chúa Giê-xu. Thì Đức Chúa Giê-xu là đường đi lẽ thật và chân lý, và chỉ có Đức Chúa Giê-xu chúng ta mới có được sự cứu rỗi. Ngoài ra không có cách nào quý vị có được sự cứu rỗi ngoài Đức Chúa Giê-xu. Nhưng điều này rất quan trọng trong cuộc sống quý vị, mà quý vị đừng có bỏ. Rồi ngày hôm nay người ta có một cái phong trào là coi bói, coi đồng bóng. Điều này rất là nguy hiểm trong ngày cuối cùng. Thi Thiên đoạn 146 câu 4: hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất của mình. Chính ngày đó các mưu mô của nó liền mất đi. Trong Kinh Thánh nói rất là rõ, vì Chúa tạo nên con người cho nên Chúa nói khi con người chết đi, cơ thể chúng ta trở về bụi đất, hơi thở trở về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo nên con người, Đức Chúa Trời nắng từ bụi đất và Đức Chúa Trời hà sinh khí của Chúa vào cơ thể, lúc đó chúng ta có linh hồn, chúng ta sống. Khi chúng ta chết đi rồi thì hơi thở của chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Thân thể cát bụi chúng ta trở về với bụi đất. Ngày hôm nay khoa học nghiên cứu rằng cơ thể chúng ta ra từ bụi đất. Cho nên những cái chuyện mà quý vị nghe ngoài những cái điều đó là từ ma quỷ nó đến. Ngày hôm nay người ta coi bói, người ta nói chuyện với người chết là chúng nói chuyện với những thiên sứ mà phản Chúa là ma quỷ. Ngày hôm nay khi quý vị thấy được người thân của chúng ta hiện ra nói chuyện chúng ta là ma quỷ, nó lừa gạt chúng ta, nó hiện ra những người mà thân của chúng ta để mà nó lừa gạt chúng ta. Chết là hết. Tới ngày Chúa trở lại, Chúa cho những người, mỗi người chúng ta từ người được cứu hay không được
đều sống dậy và có Ngài phán xét. Trong những bài tới đây tôi sẽ nói về vấn đề này. Nhưng ngày hôm nay cho chúng ta thấy những cái dấu hiệu trong ngày cuối cùng. Dấu hiệu trong ngày cuối cùng cho chúng ta thấy coi, đồng bóng bói toán rất là nhiều. Động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh, con người. Mà tới một ngày Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ này, Đức Chúa Trời nói rằng đủ rồi, là tận thế đến. Chúng ta, người nào tin Chúa được vào cõi đời đời, người nào không tin Chúa sẽ đi vào hư mất đời đời. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên tôi mời quý vị tin Chúa. Tôi mời quý vị tiếp nhận Chúa. Tôi mời quý vị đến với Chúa để mà Chúa, quý vị có được sự sống đời đời. Trong Kinh Thánh cuối cùng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay là Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Lời Chúa nói như thế nào? Phúc âm này về nước của Đức Chúa Trời sẽ giao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cho nên ngày hôm nay Chúa cho đạo Chúa giảng đạo trên TV, trên radio khắp mọi nơi. Và khi lời chứng về phúc âm của Chúa đi khắp mọi nơi rồi, thì lúc đó tận thế đến. Mỗi người sống trên trái đất đều có cơ hội nghe về Chúa, nghe về tình yêu thương của Ngài, nghe sự cứu rỗi của Ngài. Mà nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ đi vào cõi mất đời đời. Cho nên ngày hôm nay tôi mời quý vị bỏ đi cái tôi của quý vị, bỏ đi cái con người tự cao của quý vị, cái tôn giáo của quý vị, lời hay những gì mà con người ban cho của quý vị, bỏ hết, khiêm nhường tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời. Cái đó là quan trọng hơn hết. Quý vị được cả thế gian mà quý vị mất linh hồn, mất được sự sống đời đời, thật tiếc thay cho ngày đó quý vị đứng trước mặt Thượng Đế, ông Trời. Quý vị có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ bên trên. Hội Thánh Cơ Đốc Lâm 13885 Business Street, Houston, Texas 77083. Giờ thờ phượng mỗi ngày thứ Bảy từ 10 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi là giờ nghiên cứu Kinh Thánh. 11 giờ 35 tới 12 giờ rưỡi là giờ thờ phượng chính. Quý vị có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại 832-490-7319 hay là lẽ thật và sự sống@gmail.com. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị.